vậy chắc là nhờ cái viên ngọc này. Ông mê thích gì đâu mà. Thế là ông biết cái ông cấp con đồng là cái người rộng lòng hay do, cho nên ông mới đến ông xin. Ông đến ông nói ông cũng sắp già rồi, ông cần cây gậy. Mục đích của ông hay là cần cây gậy mà ông cần cái viên ngọc đó. Ông xin ông cấp con đồng. Một cái người rộng lòng bố thí mà quý vị, một cái người rộng lòng thương người hay cho, cho nên ai xin nhiều cũng cho. Nhưng mà La Môn này ngỏ ý là xin cái cây gậy đó. Ông cấp con đồng liền ông cho liền không ngần ngại. Người ông cấp con đồng rộng rãi dữ lắm. Khi ông vừa trao cây gậy á cho các bà La Môn, mà La Môn mân thầm rồi, giống như mình nhận được báo vậy, thì cái viên ngọc đó nó bay qua cái con gà trống, con gà cưng của ông cấp con đồng, nằm trên cái đầu.